Nam mô Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Thiên Thiên Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Khi mà chúng ta nói đến cái sự trói của chúng sinh ở trong đời thì cái sự trói buộc, cái sự ràng buộc, có khi Đức Phật lại nói đến tứ phượng gần tháp, có khi đổi đến sáu chiều chánh ná là trì. Cái chữ trì ở đây chỉ sáu chiều chánh ná, chữ Pali thì không có thay đổi gì, nhưng mà chữ Việt của chúng ta chữ sanh vô chánh á, ngài trên sự ngài dịch ngài nói là pháp trì, còn ngài Nguyên Châu thì ngài dịch là kiết sử, là cái sự dây trói buộc, dây ràng buộc, hay là cái dây cột cột buộc. Có chỗ thì người ta dịch chữ sanh vô chánh á là thẳng thúc, chữ thẳng thúc, thẳng là sợi dây, thúc là trói, cũng vậy thôi. Nhưng mà thẳng thúc hay là thiết sử hoặc là trì phượt thì cũng vậy, như chỉ có điều là khi mà nói đến ở trong tương đương quyển năm hay là tâm chi quyển năm nói 10 chi á, thì ở đây có 10 cái sự di kiết sử. Như chúng ta thường nghe nói thân kiến hoành vi dưới không thổ dụ ái rồi sanh nảy sắc ấy, sắc nhà nào cũng vừa vụ minh, thì cái đó là 10 kiết sử hay là 10 cái gì trói buộc. Nhưng ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ học 7 kiết sử thôi. Chúng ta sẽ có 7 kiết sử. Và ái đầu tiên đó, ái kiết sử đầu tiên phải được hiểu là Kama Araga Sanyojana, tức là dục ái. Để chúng ta giải thích nó khác biệt với chữ hữu tham là Phavaraga, tức là hữu ái. Nếu mà xài có cái sự thống nhất á, dục ái và hữu ái thì chúng ta hiểu. Còn nếu mà chúng ta nói ái kiến sử và hữu tham kiến sử đó, thì tự nhiên cái ái kiến sử và hữu tham kiến sử chúng ta khó so sánh được. Cho nên thượng tọa giảng sư cũng chú ý ở điểm này một chút, tức là ở đây dục ái kiến sử và ở dưới là hữu ái kiến sử, còn như sân kiến sử, kiến kiến sử, nghi kiến sử, mạng kiến sử, hữu tham, hữu ái kiến sử, vô minh kiến sử, thì cái điều đấy chúng ta biết rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta bỏ qua ba cái kiến sử không có nhắc tới, tức là thay vì nó 10 là chúng ta nói thân kiến với tâm thủ là 2, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói một thôi,
tức là thân kiến với công thủ thuộc chi pháp tà kiến, cho nên chỉ lấy kiến thôi, lấy kiến với sử được rồi, rút ngắn. Và khi mà nói đến ái sắc ái vô sắc đó, thì chúng ta gom lại thành một, tức là hữu ái. Thượng tọa giảng sư chú ý điểm này. Và ở trong cái bản danh sách liệt kê của 10 kiết sử đó, thì có phóng vật của thạch chát sang vô chánh mát. Nhưng mà khi nói đến 7 thì không có đề cập đến. Thì như vậy là chúng ta nên chú ý ở chỗ cái điểm tóm tắt tại sao mà rút ngắn còn có 7, là trừ ra cái gì, không phải là trừ mà là gom lại, như là thân kiến với cấm thủ thì gom lại thành kiến, kiến sử. Ái sắc hay vô sắc thì gom lại thành hữu ái kiến sử. Chỉ có là không lấy phương vật mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe đọc chánh kinh, sau đó xin cung kính thượng tọa Hòa Tân giảng sư trong ngày hôm nay bằng cầu thuyết giảng. Nam mô Thầy. Dạ, Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Người cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học về những cái pháp kiết sử, pháp kiết sử sinh vô chánh ái. Thì như là từ bài Tuệ Siêu đã giải thích khi nãy, là pháp truyền, là pháp kiết sử, là thần thúc, trong cái nghĩa đó là trói buộc, trói buộc. Ở chúng sanh phàm phu thì thường bị trói buộc bởi những cái pháp kiết sử. Và mai đúng 6 giờ, đúng 4 giờ mấy qua nước thì tỏ. Mai có gì điện, có gì điện, điện trước. Rồi. Giờ quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn quý vị. Pháp kiết sử ở đây là những sự trói buộc, những cái pháp trói buộc. Chúng ta đã thường được nghe là nói trong 10 cái pháp trói buộc mà các cái bậc thánh được đoạn trừ đó. Thân kiến hoài nghi giới tâm thụ dục ái sân ái sát ái vô sát ngã mạn vô minh vô phóng dật đó, thì đó là nói trên phương diện 10 cái pháp kiết sử. Riêng về cái bài học hôm nay là chúng ta chỉ học 7 cái pháp kiết sử. Bây giờ như chúng ta thấy là thân kiến và giới tâm thụ thì chỉ cho kiến thủ rồi, kiến kiết sử rồi. Ái sắc hay vô sắc là chỉ cho cái ái kiến sử. Cái phóng vật thì không có kể ở đây. Thì nói chung là cái pháp kiến sử hay là pháp truyền, là tên gọi nào đó, thì ở đây từ cái chữ sanh vô chánh,
có nghĩa là trói buộc. Nếu như cái vật gì mà nó được cái sợi dây mà nó trói, nó buộc lại đó, thì nó khó dùng dãy ra đó, khó dùng dãy. Dù là cái cách cột của người ta, cách cột, cái cách buộc nó có khác nhau, nhưng mà hiểu là nó là sự khó dùng dãy ra. Thì chúng sanh phàm phu thì thường bị những cái pháp ký sử này nó trói buộc, pháp truyền này nó trói buộc. Nó là mình sở dĩ mà mình nói là chúng sanh là khó thoát khỏi cái luân hồi khổ đó, từ nên những cái pháp này nó trói buộc, trói buộc về trên cái lay quay lẫn quẩn hoài ở trong cái ba cõi sáu đường, tức là dục, cõi sắc, cõi vô sắc, sáu đường trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hạ tu la. Nói chung là những chúng sanh mà tái hiện, tái diễn từ đời này sang cái đời khác do luân hồi đó, thì phải nói là do những cái pháp tối buộc. Thì cái pháp đầu tiên mà ta nói ở đây tức là ái kiết sử. Ái kiết sử thì phải chỉ cho là kamaraga, xin dịch cho nó. Đây đó là nói đến những cái sự ưa thích. Ái ở đây là chỉ sự ưa thích, ưa thích trong cái ngũ dục sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nói là có các cái giác quan để mà chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh, nhưng mà do cái ái nhiễm tức là sự ưa thích ở trong các cái trần cảnh. Mắt thì thích tìm kiếm, thích thú, tìm kiếm, truy tầm đối với sắc. Sắc ở đây là có thể là sự thỏa mãn, sự thích thú ở trong gọi là sắc đẹp, hay là nghe cái âm thanh, âm thanh, tức là âm thanh được yêu dịu, âm thanh được, hay mình nghe một người được khen tặng, nghe một cái gì đó, cái bản ngã, cái tôi của mình nó trỗi dậy. Bởi vì cho nên là mình thích thú trong cái nghe, cái thấy, cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon. Ở đây là cái mùi thơm. Sự thật ra thì nếu mà mình nói con người đó, mình có nhân loại, mình không có thỏa thích thú trong năm dục thì nó cũng không phải hoàn toàn. Nhưng mà chính cái do mình sanh ở trong cõi dục, rồi mình bị cái năm dục này, năm cái trần cảnh với chi phối, cho nên nó trở thành cái mà chúng ta truy tầm, tìm kiếm, thích thú. Khi mà mình thích thú thì nó trở thành những cái pháp trói buộc. Mình thích thú cái gì đó thì mình sẽ bị trói buộc cái đó. Trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm xúc chạm. Cái hình ảnh mà chúng ta được ví dụ ở trong kinh là con khỉ đó, mà nó dính cái cục nhựa thông. Ban đầu nó chỉ dính đôi tai của nó thôi, tai của nó bóc nhầm cái cục nhựa thông cho nên nó dính hai tai. Và nó cuối cùng là lấy hai cái chân để nó đạp, dịch ra đó thì nó lại bị dính hai cái chân vô trong cái tịch cục nhựa thông này. Rồi nó lấy cái miệng của nó cắn ấy, để nó dùng dãy ra, bị trói buộc ở trong cái cục nhựa thông tiếp tục. Thì ở đây đó, cái hình ảnh mà gọi là ái kiết sử, ý nghĩa mà gọi là ái kiết sử, tức là chỉ cho cái trước tiên mà mình tham thích, ưa thích ở trong cái gọi là ngũ dục sắc, thinh, hương, vị, xúc.
Và khi mà cái tâm của mình bị tìm kiếm, chi tầm hoặc là dính mắc ở trong đó, thì khó bao giờ có được một cái sự định tĩnh trong sáng được. Trong sáng được. Đây là cái sự trói buộc, mà cũng là từ ở cái ái này nè, trong ngũ dục này mà người ta đi tìm kiếm, chúng sanh toàn vô đi truy tầm mà tìm kiếm, rồi thích thú, rồi dính mắt, dính mắt ở trong đó. Chúng sanh ở trong cõi dục thì phần lớn là bị chi phối ở trong cái ái kiết sử này. Gọi là tùy tham kiết sử, tức là dựa trên cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Thì có con đường Phật giáo dạy, cái con đường tu tập đó, con đường phẩm đó, thì là làm sao để mà vượt ra cái sự trói buộc của các cái pháp kiết sử này, sanh vô cho nó. Bởi vì nó trói buộc, do cái sự trói buộc cho nên là luân hồi, cho nên khổ. Mà con đường phạm hạnh là làm sao để thực hành trong cái suy xét của mình, trong cái trụ tâm định tĩnh của mình, không cái chuyện trong cái sự quán sát, để rồi cái tâm nhìn với cái cảnh vật, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó đừng có bị dính mắt. Dính mắt, để cái dính mắt là cái mà nó tối buộc. Ví dụ như chúng ta thấy một cái này nó tối buộc cái kia, giữa cái sợi dây dằm của con bò, và con bò bị trói bởi cái sợi dây dằm. Như vậy thì cái tâm mà hướng đến những cái cảnh đó mà dính mắc vô thì nó sẽ là sự trói buộc. Vì con trói buộc đó, cho nên là tâm không có thoát ra khỏi với cái đời sống phạm hạnh tu tập của một vị tỳ kheo đó, thì là tu thực hành giới hay là thực hành định và tuệ đó, để có được cái giới định và tuệ đó, thì đòi hỏi một cái vị hành giả trong cái đời sống phạm hạnh tu theo Phật giáo đó, là cần phải có cái sự loại bỏ. Ở đây đó thì các cái trần cảnh sắc thân nơi vị xuất đó, nó vốn là như vậy. Cho nên mà mình nhìn vô thì do cái hệ thống thần kinh của mình nhìn vô người trong cõi dục, cho nên là mình thỏa mãn, mình thích thú, tìm kiếm, dính mắt. Mắt thấy, tai nghe cũng vậy, mũi ngửi cũng vậy, lưỡi nếm cũng vậy, và thân xúc chạm. Có thể là cái sự trói buộc ấy, khi mà một người dính mắt cái này hay là dính mắt cái kia đó, thì tùy vào mỗi người. Chúng sinh thì có thể là bị chi phối hết tất cả năm cái trần cảnh này, chi phối ở năm cái phiền não do cái tâm bám nhiễm ở trong cái sự trói buộc sắc tinh xúc. Đó một trong những cái gọi là cái ái kiết sử, hay gọi là tùy tham kiết, tùy tham kiết sử. Bây giờ mình nói đến cái trạng thái thứ hai, tức là cái kiết sử thứ hai mà trói buộc nữa đó, tức là chỉ cho cái lòng sân hận, cái trạng thái sân hận, cái trạng thái không hài lòng, cái trạng thái không
không hài lòng và bực bội bất cứ một cái cảnh nào. Ví dụ như chúng ta nhìn lại ở trong một trạng thái là khi mà nội tâm của mình cả những cái trạng thái tâm là sân là điểm chính này, là phi pháp chính, đó là sự nóng nảy, sự bực bội, sự khó chịu, mà tật lận hối cũng nằm ở trong trạng thái sân. Cái mà mình không muốn mất cái gì đó, tức là lận. Mình không muốn mất cái gì, cả về danh vọng, cả về lợi lộc, cả về cái này cái kia, cái gì mà mình có, cái nghĩ đó là cái sở hữu của mình, cho nên là mình không muốn mất. Nó cũng là cái trạng thái của một cái tâm sân, mặc dù là sự keo kiệt bủng xỉn, rồi tật tức là sự ganh tị, tật tức là sự ganh tị. Mình không muốn người khác hơn mình cái gì đó, dù là danh vọng hay là sắc đẹp hay là sức khỏe hay là danh tiếng hay là tất cả các cái thứ, mình không muốn người khác hơn mình cái gì, thì đó là một trong những cái trạng thái của tâm ganh tị, là tật. Và cái trạng thái này đó thì chúng ta thấy rằng một khi mà nó khởi lên thì dù là sân hay là tật hay lận hay là hối thì làm cho một cái nội tâm nóng nảy, làm cho một cái nội tâm nó có thể dẫn đến cái bồn chồn, cái khó bình tĩnh được. Mà người tu thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng để làm sao để tập trong cái đời sống tu tập là bỏ dập cái phiền não, dù chúng ta có giữ nó hay là chúng ta bình dịch nó hay là che đậy nó như thế nào đó, thì cái phiền não, cái điểm trúng yếu chính yếu tức là những cái pháp truyền ký sử này là nên bỏ. Bởi vì nếu như chúng ta mà bám víu nó chừng nào đó thì quả ràng là nó là cái sự trói buộc, pháp đó trói buộc. Nó trói mà mình không thấy nó, mình không thấy để mà mình vượt ra khỏi. Cái trạng thái của nội tâm nữa đó là khi mà mình cái điều gì nó đã xảy ra hay là điều gì nó chưa diễn đến, thì một khi mà mình đã điều gì nó xảy ra mà mình thấy nó cái điều đó nó làm cho mình rây rứt khó chịu, rây rứt lương tâm, hoặc là có lúc nào đó mình nhớ rằng phải chi đó là mình đừng có làm những điều đó, mình nói người ta những cái điều đó để cho người khác tổn thương, để chi mình đừng có hành động những người đó để cho người khác phải khổ sở, hay hoặc là phải chi là mình đừng nên làm những cái việc gì đó mà mình gọi là không tốt, để sinh ra một cái tâm rây rứt khó chịu, trạng thái một là mình hối hận với cái việc mình đã làm, với những việc không tốt, hoặc là mình bỏ qua với những cái việc tốt là hối tiếc mà mình không làm. Cái việc tốt, ví dụ như mình thấy rằng sự thật ra đó thì nếu mà mình trực tỉnh, thức tỉnh lại đó, thì mình thấy rằng những cái việc tốt đó mà mình không làm, bỏ qua, thì mình thấy rõ ràng là nó luống mất đi những cái thời gian. Bây giờ mình muốn thực hiện những cái việc tốt đó mình muốn làm mà mình không làm được, thì mình cảm thấy như đó là sự nuối tiếc của mình. Tiếc mình phải chi lúc trước mình nên làm những việc tốt đó, bây giờ mình khỏi phải hối tiếc những cái việc mà mình đã làm, mình chưa làm.
nên ở đây cái trạng thái của tâm sân là trạng thái của cái sân là tối buộc. Cho nên khi mình nhớ đến những điều đó và lòng của mình nóng nảy, khó chịu trong bất cứ một cái việc gì ở trong cái cuộc sống, cho nên là cái sân này đó mình thấy như vậy nhưng mà nó nóng. Mặc dù người ta nói là lửa sân, nhưng mà sự thật trong phiền não thì tham sân si nó cũng là được ví như là một gọi lửa để nó sự thiêu đốt mà thiêu đốt. Cho nên sân nó cũng là một dây trói buộc, trói buộc. Ví dụ như là mình thấy một cái vị mà tu tập để mà trao dồi cái tâm của mình, tập cái tâm của mình trên mọi cái trường hợp, mọi tình huống luôn luôn bình tĩnh, có sự suy xét, không để cái tâm nó sân hận, không để cái tâm nó sinh lên sự khó chịu, bực bội với những chuyện gì đó, việc gì đó mà nó không hài lòng đối với đời sống của mình, thì rõ ràng cũng công như những cái cách tu tập, tu tập. Hoặc là mình, cái người nào mà làm mình không có hài lòng, hay là cái việc gì mà mình thấy nó không có hài lòng, thì mình nên suy xét rằng là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, cái nghiệp đó là tạo cho họ tốt xấu, và bản thân của mình vậy có cái nghiệp riêng, không thể bắt người ta phải giống mình, mình phải giống người ta, vân vân. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, bớt. Hoặc là những cái việc gì mà nó xảy ra đó, thì mình dù cái người kia họ có đối xử mình tốt hay là xấu, có tốt thì mình biết vậy, xấu thì mình cũng phải biết vậy, chứ mình cũng không có nên vì vậy mà mình buộc. Mà mình có tích cực để mình nghĩ đến những điều tốt của người khác đó, nghĩ đến điểm tốt của người khác, dù là điểm tốt nó nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ đến điểm tốt thì mình cảm thấy nó vui. Còn nghĩ đến điểm xấu của người khác thì mình cảm thấy nó buồn, cảm thấy nó khó chịu, rây rứt ở trong lòng, để làm cho cái tâm sân sân khởi. Cho nên là nên tích cực thấy được những cái điểm tốt. Cái kiết sử thứ ba ở đây là nói đến kiến kiết sử. Kiến kiết sử, cái kiến ở đây đó là nói đến cái quan điểm nhìn nhận của một người. Chúng sanh phàm phu thì bị thường thường là bị lạc vào trong cái quan điểm mà trong kinh Phạm Dẫu, nói chung là Đức Phật ngài gọi là có 62 cái quan kiến khác nhau đó, cái nhìn nhận khác nhau đó. Thì ở đây nói chung là cái nhìn nhận của một người phàm phu, nhiều khi mình bị lạc vào trong cái nhiều thứ. Thứ nhất là nói đến cái người mà chắc rằng thường kiến hoặc là đoạn kiến. Cái thường kiến là cái chắc mà còn, chắc còn. Có nghĩa là người ta định đặt cho mình là một, có một số quan điểm cho rằng là cái dòng luân hồi của mình nó dài như vậy, và cũng chính cái đó nó sẽ tiếp tục luân lưu từ đời này sang tới đời khác đó. Cũng cái đó mà mình đặt cho nó một cái tên rất là, cái tên của nó là linh hồn, cái tên của nó là tiểu ngã, ngã tiểu ngã, cái tên của nó là cái gì đó, chân tâm Phật tánh gì đó, nhiều thứ. Không khéo thì dễ bị lạc ở trong cái thường kiến. Rồi các pháp ở trong Phật pháp thì các pháp là vô ngã, và các pháp là do nhân duyên, do điều kiện nhân duyên học hành. Cho nên trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy tư của mình thì nó là do căn cảnh tiếp xúc, tăng căn cảnh mà giao thoa với nhau thôi, chứ không có một cái gì
hằng hữu để tồn tại vĩnh viễn được. Nhưng mà có một số người thì cho rằng có cái gì đó nó trường tồn, trường tồn. Có một điều đó là nói trong Duy Diệu Pháp thì có nghĩa là khi chúng ta tục sinh bằng tâm gì đó thì cũng chính tâm đó làm việc kết thúc mạng sống của chúng ta, từ cái tái tục, từ cái hậu kiếp, tức là duy trì kiếp sống, tâm duy trì kiếp sống của chúng ta, và cái tâm cuối cùng cũng chỉ cho tâm tự, thì cũng chỉ có một cái tâm đó thôi. Tức là mình tục sinh bằng là người, ví dụ như là người tam nhân hoặc là người nhị nhân vân vân, thì mình ở một cái người nào đó thì cũng chính tâm đó làm việc kết thúc. Nhưng mà khi mà tâm tử vừa chấm dứt đó, thì tâm tục sinh qua một đời sống mới, chỉ có một sao một sát na thôi. Nhưng mà cái sát na sau đó tâm tục sinh nó hoàn toàn khác, nó không phải là cái tâm trước đó. Bởi cái tâm sau này đó, cái tâm tục sinh đây đó, nó tùy thuộc vào nghiệp nữa, nghiệp cho đời sống mới, để rồi mình đi thọ sanh ở trong một cảnh giới mới khác, mà bằng với một cái tâm tục sinh khác nữa. Thì không có một cái gì mà mình gọi là nhân viên, chứ không có cái gì mà nó hàng ngũ. Hàng ngũ ở trong cái mà mình gọi là linh hồn, cái tôi, cái ta ở trong đó, nó chỉ là nhân viên. Một số người thì chắc thường, tức là chắc mà cái gì đó là thường tồn, nó không bất, nó không có, nó bất diệt, thì cái đó cũng là một trong những cái quan điểm sai. Cái quan điểm thứ hai nữa nó là quan điểm chấp đoạn, út chê đá biết thi, tức là chấp đoạn. Tức là mọi cái gì đó nó cũng không có, cả đời trước đời sau. Người ta nói rằng là quan điểm đó là cho rằng cái sự sanh ra đời của con người đó là cũng là sự ngẫu nhiên, không do nghiệp, không do quả của nghiệp làm nghiệp ác gì đó. Không có đời trước, cũng không có đời sau, sau khi chết là hết, không có tái sinh. Hoặc là không có đời trước, tức là cái nghiệp lành hay nghiệp ác gì của quá khứ tạo, nó cũng không có dẫn tới cái đời hiện tại này. Thì cái người mà chấp đoạn có nghĩa là không có đời trước, không có đời sau, không có nhân quả báo ứng, cũng không có ân đức của cha mẹ tam bảo thầy tổ, không có tin có một cái sự thâm tịnh nào từ ở nội tâm, và cái sự quý trượt nào từ ở nội tâm, và chỉ có người mà thực hành theo giáo pháp, theo chánh pháp thì mới thanh lọc được cái nội tâm. Người ta không tin như vậy. Thì cái người mà không tin rằng có đời trước đời sau, người đó quan điểm trong cái gọi là đoạn kiến, chấp đoạn kiến. Và thường và đoạn, mặc dù là so sánh giữa cái này cái kia thì thường nó vẫn đỡ hơn là đoạn, nhưng mà cả hai cái quan điểm thường kiến và đoạn kiến nó cũng là một sợi dây trói buộc, trói buộc. Hay hoặc là một người chấp về không có nhân gì hết á, và sự hiện hữu của chúng sanh cũng không có cái gì, là con người sau khi chết là hết, thì cái đó nó cũng là một cái quan điểm lệch lạc, không đúng. Vì cái quan mà gọi là cái tà kiến ở đây đó, nó cũng là một trong những sự trói buộc cho đời sống. Và cái kiết sự thứ tư ở đây là chỉ cho cái nghi, tức là sự lưỡng lự phân vân, hoài nghi về cái ân đức của tam bảo
Nếu có một số người đó thì họ lại là một số người đó là không có ân đức của Tam Bảo. Bởi vì nếu mà mình đọc ở trong kinh, mình khởi cái niềm tin, mình đọc suy nghĩ cho kỹ, rồi mình chiêm nghiệm về cái ân đức của Phật như thế nào, mình ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nên là Đức Phật có về bi đức trí đức và tịnh đức, không có tìm hiểu cái đó, không tin những điều đó. Cái mà mình nghi về cái sự giác ngộ của Đức Phật cũng là cái sự trở ngại. Bởi vì những cái người tu á, thì dù là bậc xuất gia hay là tại gia, nó là cũng lấy Tam Bảo làm cái chỗ nương tựa. Đó như là một cái cọc tiêu mà mình hướng tới trước, để mà mình nhìn cái cọc tiêu đó để mà mình đi đến cái điểm. Nếu như chúng ta mất đi cái cọc tiêu thì mất đi cái phương hướng. Cũng như vậy, với ân đức của Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của tăng, mà cái người mà còn nghi nan về những điều đó, tức là không tin chắc, lưỡng lự, thì làm sao mà thực hành cái lời dạy của Phật được? Tức là không tin Phật thì không thể nào thực hành cái lời dạy của Phật được. Không tin sự giác ngộ của Đức Phật, sự thanh tịnh của Đức Phật và lòng từ bi của Đức Phật, thì làm sao mà có thể là đem cái lời dạy của Đức Phật qua thực hành được? Thì nếu mà họ không thực hành thì làm sao họ có được cái sự thanh tịnh, và họ cũng tin rằng có cái sự thanh lọc nội tâm, thanh tịnh từ ở các cái bậc thánh giả, tức là cái chư tăng tứ quả thánh. Bởi vì có sự thanh lọc nội tâm, có cái sự thanh tịnh hoàn toàn thì mới được có bốn quả vị thánh nhân, bốn quả vị thánh nhân mà họ không tin được. Hoặc là có người đó thì không tin về cái luân hồi, đời sống luân hồi của mình, biết là quá khứ mình có phải là mình là cái này cái kia hay là không có, tự nhiên mình có, tự nhiên không có nghiệp gì mà tự nhiên mình đời trước tự nhiên mình có mặt thôi, chứ mình không tự nhiên là mình không có nghĩ rằng do nhân gì nghiệp gì quả gì để mà mình nhân gì nghiệp gì để mà mình có sanh lại làm người, hay là do nhân gì nghiệp gì mà mình sanh cõi khổ, do nhân gì nghiệp gì mà mình sanh cảnh giới vui, không tin những điều đó. Cái đó làm cho họ không thể nào có hành vi thiện được. Một khi không tin nhân quả, một khi mà không tin được cái luân hồi nghiệp báo, thì họ không thể nào hành thiện được. Và họ không tin về ân đức của Tam Bảo, sự thanh tịnh của tăng chúng và cái công năng diệu dụng của giáo pháp đó, thì cái người đó không thể nào thực hành lời dạy của Đức Phật, trong khi họ không tin Đức Phật. Thì cái đây đó là một trong những cái trở ngại. Có khi đó là mình cũng cố để tin ở mặt này hoặc là mặt khác. Tin ở mặt này để ở mặt khác. Nhưng mà rồi đó thì họ cũng không thể nào mà có được một cái đời sống mà họ không thể nào mà họ có một cái mạnh dạn để họ thực hành cái đời sống Phật hạnh. Cho nên là các cái người mình gọi là cái người tu á, thì là để làm sao mà gạn lọc khơi trong cái phiền não. Nhưng mà rồi đó là bị cái nghi nghi phiền não này đó, nghi truyền này đó, nó sẽ là hay là nghi kiết sử này đó, thì nó làm cho cái sự trói buộc. Và chúng ta nói đến cái kiết sử thứ năm, tức là mạng, như là cái sự so sánh giữa mình và người khác, được và hơn hơn và bằng hay thua. Khi nào mà mình còn suy nghĩ trong một cái tôi và nhân ngã biển thử để mà mình so sánh, thì cái đó nó vẫn là cái mạng. Nhưng mà cái mạng nó làm cho con người không thể nào mà nhu nhuyễn được cái tâm, nhu nhuyễn được mạng. Thì nói như vậy chứ để mà không có sự so sánh nó cũng khó,
Nhưng mà dù gì đi nữa thì cái mạng nó cũng là một cái trở ngại, mạng là ngã mạng, sự so sánh đó hơn bằng thua. Khi mà mình đem cái gì đó ra là có nhiều khi đó mình thấy rằng một cái việc gì mà mình làm một cách vô tư đó, thì cái việc đó, đó vô tư đó, không so sánh gì á, thì cái việc đó nhiều khi nó lại có những cái kết quả mà mình không ngờ được. Trong khi là mình làm cái việc gì mà mình có cái sự so sánh, cái sự phân chia, cái này cái kia đó, khi mà mình có phân biệt cái này cái kia thì cũng chính là những cái trở ngại, đặc biệt là khi mà mình đưa cái tôi của mình lên trên nhiều, đưa cái tôi của mình lên. Người nào mà sống với cái tôi của mình lớn nhiều đó, thì rõ ràng là mình cũng khó. Cái gì đấy cũng thấy phiền muộn lắm. Nếu mình sống một cách vô tư đó, thì có lẽ là mình cảm thấy an lạc. Còn nếu mà lúc nào mà chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta có so sánh nhiều thì có cái kết quả không có lớn so với những người mà họ không có đưa cái tôi của mình lên. Thì ở đây cái mạng là một trong những cái mà làm cho sự trỗi dậy cái tôi của mình. Nhưng mà Phật Pháp đó, thì tu tập là để dẹp cái tôi của mình, bỏ bớt cái tôi của mình. Cái kiết sử thứ sáu ở đây là nói đến hữu tham. Hữu tham kiết sử mà như thầy Đạo Thầy Sư đã nói khi nãy đó là chữ pha quá sanh vô cho nam, tức là chấp hữu. Cái đây là cũng là ái mà liên quan đến cái chấp hữu, cái có sự trường tồn bất biến của một cái gì đó. Cái này nó liên quan đến ái mà chấp hữu, mong muốn được tái sanh. Giờ mình làm người mà mình kém may mắn thì mình mong là mình sanh để làm người ở đời sau là được may mắn hơn. Gọi là mình thấy người là có nhiều cái khổ, cho nên là mong là làm được một vị thiên nào đó hưởng phước. Thì cái mà mình ước vọng ở tương lai là mong rằng có cái sinh hữu ở trong một cái đời mới, đời sống mới, thì mình mới có thể là hướng đến những điều đó, hướng đến những điều đó. Cho nên khi mà mình có cái hữu tham á, tức là cái ái mà nó liên quan đến cái sinh hữu, tức là mong được cái sự tái sanh ở một cảnh giới nào đó, mình tự vạch ra là ở cái cảnh giới nó là tốt đẹp. Chính cái đó đó là cái điều ái khiến cho mình hiện hữu. Hoặc là chấp hữu ở đây tức là cái đó nó không bao giờ bị mất, nó tường tồn, nó bất biến, thì cái đó nó cũng là cái hữu tham tùy niên. Trong giáo lý Duyên Khởi đó thì cái hữu của chúng ta tức là bao gồm cả sinh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu là những gì mà chúng sinh đó tạo tác đầu tư. Ví dụ như người tạo nghiệp thiện thì tùy cái nghiệp thiện mà họ tái sanh cảnh giới vui khác nhau. Tùy cái nghiệp thiện, ví dụ như người chứng thiền, thiền nào thì họ sanh về cảnh giới thiền đó, vân vân. Thì đó là một trong những cái điều mà gọi là ước vọng ở trong tương lai về cái sự hiện khởi. Rồi là
vạch ra ở trong cái đời sống tương lai của mình như thế nào, thì mình tạo cái nghiệp đó. Tạo nghiệp thiện thì sanh là cảnh giới tương xứng, rồi tạo cái nghiệp bất thiện thì sanh cảnh giới tương xứng, cảnh giới khổ, cảnh giới khổ. Thì cái cái hữu tham này đó, tức là chỉ cho một cái nghiệp hữu hay là cái sinh nụ mà chúng ta sẽ có sự hiện khởi ở trong đời sống, hiện khởi trong đời sống tự vật ra. Và cái hữu tham ở đây tức là án mà nó liên quan đến cái sự tồn tại có mặt, ước vọng có mặt ở trong tương lai. Mình dập ra cho mình một cái cảnh giới nào đó, cái cảnh giới nào đó tốt đẹp, là một cái đời sống tương lai nó tốt đẹp như thế nào đó, thì nó đã dắt dẫn cho mình đi tới sanh cảnh giới đó. Nghĩ rằng cái gì đó nó sẽ hàng hữu, hàng hữu. Và cái cuối cùng là chỉ cho cái vô minh tỷ niệm, xin lỗi, vô minh ký sử, tức là chỉ cho cái pháp mà không có sáng suốt. Vô minh ở đây là không sáng suốt. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là si đó thì nó cũng đồng nghĩa với minh, nhưng mà mình vô minh, nhưng mà nó chỉ cho ba cái căn bất thiện là căn tham, căn sân và căn si. Nhưng mà nói là tiến trình sanh tử luân hồi đó, thì khởi đầu ra là pháp vô minh. Vô minh nó nhiều khi đó là mình không nhận chân được đúng về cái bản chất thật của nó. Cái gì mà mình nhìn mà không đúng bản chất thật của nó thì rõ ràng là vô minh hết. Hay là trong kinh Tạng thì chúng ta được hiểu, được biết ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng do bất tri về bốn sự thật, tức là khổ tập diệt đạo tứ đế, thì gọi là vô minh. Mà thiệt cái người mà chúng ta thấy rằng bậc thánh A La Hán khi mà tâm tứ đạo sanh khởi lên để trở thành bậc tứ quả đó, thì cái bậc đó mới thật sự là đoạn được năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì cái câu vô minh á, mặc dù là tham ái, vô minh, tham ái và chấp thủ là then chốt của phiền não, đó là phiền não lưng. Nhưng mà vô minh là pháp dẫn đầu, do mình không có gọi là bất tri, tức là không biết, không có biết, không biết về bốn sự thật. Ví dụ như là bây giờ nói là mình biết được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, sự thật ra là mình biết trong cái trí văn, hay hoặc là mình biết của một cái trí tuệ của một người phàm phu, chứ không phải biết ở trong cái tâm thánh đạo. Biết ở trong tâm thánh đạo đó là khởi bằng cái trí tuệ của bậc thánh, mới thấy rõ được cái khổ, thấy rõ được cái khổ và biết được cái nguyên nhân sinh khổ, nguyên nhân sinh khổ biết được. Và biết được ở đây là biết bằng sự thực nghiệm của chính mình, thấy rõ được liên quan đến thân và tâm của mình, nhìn lại cái đời sống luân hồi, rồi thấy rằng cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi là do tập đế, là dẫn đến cái khổ đau ở trong cái đời sống luân hồi, từ ở cái do tập đế cho nên là dẫn đến khổ. Bậc thánh á thì các ngài nhìn lại sự sanh diệt đối với năm uẩn này, nhìn qua cái sự tập khởi của khổ uẩn, sự tập khởi của tập đế, sự có mặt của tập đế để tạo nên sự tập khởi của khổ uẩn. Rồi bậc thánh thấy rõ được là cái sự hoàn toàn chấm dứt được
cái phiền não đó là chỉ có thực hành cái con đường đạo đế thôi, tức là phương pháp mà đưa đến chấm dứt. Bởi vì đạo đế là con đường phạm hạnh, con đường phạm hạnh, mà con đường phạm hạnh thì bậc thánh giả đi trên cái con đường phạm hạnh này để là thanh lọc phiền não ở nội tâm. Và khi phiền não được chấm dứt đó, là có sự hiện khởi của Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn á, mặc dù là có thể nói rằng là nhiều định nghĩa khác nhau về Niết Bàn, nhưng mà có thể nói rằng là Niết Bàn là sự chấm dứt hoàn toàn của phiền não, hay là sự Niết Bàn là sự chấm dứt, sự không hiện khởi đối với năm uẩn, thì đó là Niết Bàn. Niết Bàn. Cho nên là bậc thánh giác ngộ là giác ngộ bằng với chính tự thân của mình, nhìn tức là thấy rõ được chính tự tự trong năm uẩn của mình, để rồi là tận sạch với những phiền não. Cho nên là cái nhân mà để đưa đến luân hồi sanh tử khổ đau nó cũng không có còn, không có còn. Cái vô minh này á, sự thật ra là những cái gì mà không thấy rõ, không biết rõ về đúng bản chất thật của nó, vô minh, chân lý, không thấy rõ được cái chân lý, không thấy rõ bản chất thật của nó, thì đó là vô minh. Nhiều khi đó là mình thấy tại sao là vô minh mà dẫn đến cho hạnh, là vì đó là nhiều khi đó là mình cái vô minh này nó ngấm ngầm ở trong cái đời sống luân hồi. Cho nên là mỗi một cử nhất động ở trong cái nói, trong cái suy tư, hoặc là trong cái suy nghĩ của mình, hoặc là trong cái hành động của mình, nó có thể dễ dàng dính dấp chứa chấp cái vô minh trong đó. Cho nên là cái người mà tận biệt vô minh là một trong những cái sự trói buộc khi là khiến cho mình có những cái hành động sai trái, hay là có những cái lời nói sai trái, hay hoặc là có những cái sự suy tư lệch lạc, lệch lạc. Thì như vậy đó là một trong những cái yếu tố trói buộc, đó là vô minh. Cho nên khi mà nói đến bảy cái pháp kiết sử này, tức là chỉ cho bảy cái pháp trói buộc ở trong tâm của phàm phu, của người phàm phu. Nhưng mà đối với cái người tu mà trong cái con đường phạm hạnh này đó, thì bảy cái pháp này là những cái pháp trói buộc làm cho mình khó có thể tiến tu được. Như vậy thì cái đời sống tu á, cái gì chính yếu là làm sao để tận diệt được, loại bỏ được những cái pháp trói buộc này. Tức là ái tham kiết sử, sân kiết sử, rồi kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. Đó là bảy cái pháp để trói buộc. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Mặc dù là cái bài thì có lẽ là có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, thì có lẽ là để Chư Tăng, Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu rộng thêm, để chúng ta được nhiều cái lời lạc trong khi học Phật pháp. Bây giờ thì xin được phép xin con kính trình từ đó là bản trời. Sao thú kính trừng thư tọa học tình. Mà thư tọa thư sư, thư tọa có còn ở trước máy không? Nếu thư tọa thư sư còn ở trước máy và nghe được kính thỉnh, thư tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Mà thư tọa thư sư, phải chăng là sở dĩ chúng ta không có giải thoát, sở dĩ chúng ta không có làm được những chuyện tốt hơn, mà theo cái nhìn của Phật Pháp là không phải là vì chúng ta không có năng lực, mà là do chúng ta bị cột trói, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thưa tổ thầy sư Quang Thị giải thích cho điểm này.
Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Diệu Pháp, kính lễ Thiện Tâm. Kính thưa quý vị, Đức Phật này có nói đến hai trường hợp. Chúng sinh không vượt lên những lên trên những đau khổ, thì có những trường hợp thì Đức Phật nói đó do trói buộc, tức là những cái kiết sử mà mình chưa có đoạn tận được. Cũng có trường hợp đó, không phải là người nói suông hay là người nói định đoán, mà trong mỗi một trường hợp cứ xảy ra, chẳng hạn như một vị tỳ kheo khi mà có cái tâm ái luyến một nữ nhân đó, rồi cái không thiết tha tu tập, thối thất tình tất, thì vị tỳ kheo đã được đưa đến Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng là khổ đau này là do từ quá khứ người đã bị nịnh ái, nhưng mà nếu người biết được cái trong quá khứ có kiếp, chính vì nữ nhân này mà ngươi phải chết. Rồi ngài mới kể lại cái câu chuyện, thì đương nhiên là trong cái kiếp xa xưa nữa thì có cái sự ái luyến để tái nhau, cho nên kiếp này vì tỳ kheo mới có sự ái luyến. Nhưng mà Đức Phật ngài muốn dùng cái phương thuốc để mà cho vị tỳ kheo đó uống tỉnh cơn say, là mới kể cái câu chuyện những cái đời kế tiếp đó, đời kế trước. Cô gái này là một cái tiểu thơ, và tiền thân của vị này là con heo được nuôi ở trong nhà, và khi mà nó ra tạ lên tạ rồi đó, là chủ nhà là họ quyết định làm thịt con heo này để đãi khách trong cái ngày đám cưới của cô gái ông ta. Thế là con heo đã chết, nhưng mà vì sinh hữu che lấp cho nên con heo đó nó không biết. Và khi đã sinh lại là người bây giờ thì nó lại đem lòng luyến ái như cũ, cho nên mới có sự khổ đau. Khi Đức Thế Tôn ngài kể lại câu chuyện bổn sanh như thế đó rồi, thì tâm của vị tỳ kheo này đã bị dao động, đã được dao động, và ngay tức khắc là vị đó đã nhàm chán và cởi bỏ được cái sự dây kiết sử đó, nịnh ái trong quá khứ, vì này chứng quả tu được quả. Và sau đó vị này nỗ lực hành sa môn pháp chứng quả là hạnh. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng là có cái trường hợp
Đức Phật Ngài cho biết là chúng sanh đó không vượt lên, không vượt qua cái sự khổ đau do những cái trói buộc. Nhưng mà không phải là không có cái trường hợp mà Đức Phật Ngài nói không có đủ năng lực. Như trường hợp một vị tỳ kheo cũng thối thất tinh tấn, được dẫn đến Đức Phật. Thì đối với vị tỳ kheo này thì cái sự thối thất tinh tấn đó là do thiếu năng lực. Thế thì đối tượng này Đức Phật Ngài thuyết trên bổn sách, Ngài nói rằng là ở trong thời quá khứ, khi Như Lai còn là vị Bồ Tát, lúc đó Như Lai là một người trưởng đoàn thương buôn. Và tiền thân của vị tỳ kheo này là cái người làm việc thuộc hạ thân tín của Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát, người trưởng đoàn đó, đưa nhóm đi đi buôn, đi xuyên qua một cái hoang mạc. Thì khi đi thì họ dự trữ đủ các cái loại thức ăn, thức uống, cỏ cho súc vật và thức ăn, thức uống cho người. Nhưng mà vì ở trong cái lúc mà đi đường, khi đi qua hết nửa quãng đường, trời sập tối, mọi người mệt mỏi cho nên ngủ quên đi, không có điều khiển được những con bò. Và con bò nó cứ đi, nó đi một hồi nó đáo lại cái chỗ khởi điểm. Tức là phải đi lại một đoạn đường như những ngày qua đi. Và khi trời sáng thì người trưởng đoàn cùng với mọi người phát hiện được mình đã đi lại cái chỗ bước dấu chân lúc đầu. Lúc bây giờ mọi người mệt mỏi, mà nhất là vật thực thì đã cạn, nước uống dùng xài để tắm rửa thì nó cũng đã khô, cho nên lúc đó Đức Bồ Tát Ngài mới dẫn người tâm phúc đi chung quanh đó để Ngài tìm cái chỗ mà đào lấy nước. Khi mà đi một đổi dùng chung quanh đó, thì Ngài với cái trí tuệ nhận thấy có một chỗ đất cát, cái chỗ đó nó ẩm và trên mặt đất có cỏ mọc. Thì Đức Bồ Tát Ngài biết rằng là cái nơi nào mà đất ẩm mà có cỏ mọc lên, có nghĩa là ở phía dưới nó có cái mồi nước, có cái mạch nước ngầm. Cho nên Ngài mới bảo người tâm phúc lấy cái dụng cụ như là cuốc giá để đào lên để lấy nước mà cứu mọi người. Người tâm phúc đó nghe theo và đào được cái chừng hai chục phỉ khuỷu tay
thì có một cái tảng đá bị đụng, cái tảng đá nó chạy ngang. Thì người tâm phúc cũng mệt mỏi, cho nên anh ta không đủ sức, anh ta nản lòng, anh ta bỏ cuộc. Đức Bồ Tát ngài người trưởng đoàn mới khuyên, khuyến khích anh ta: bạn đã đào đường tới đây rồi, chỉ còn có một lớp đá nữa là chúng ta sẽ có nước. Tôi mới vừa lắng tai nghe cái tảng đá, nghe tiếng nước chảy khóc rách. Nếu mà bạn bỏ cuộc thì chẳng những mỗi người ở trong đoàn chết mà bạn cũng sẽ phải chết, không thể về quê hương được. Hãy cố gắng lên, hãy nỗ lực lên. Rồi Đức Bồ Tát ngài cũng tiếp tay và kêu mọi người đến tiếp tay với anh ta. Và sau khi mọi người cùng anh ta đập vỡ cái tảng đá đó, thì một mũi nước cao bằng 50 lục khí tay nó phúng lên khỏi mặt đất. Và nhờ như vậy mà mọi người hứng lấy nước đó dự trữ ở trong thùng chứa đem theo trên xe, và họ đã tắm rửa tại chỗ, nấu ăn nấu uống tại chỗ, rồi dự trữ nước đem theo tiếp tục trở lại cuộc hành trình, và họ đã thoát hiểm khỏi bãi quan mạc. Đức Thế Tôn thuyết xong cái câu chuyện bổn sanh đó, ngài mới nói kết luận rằng, kết luận bổn sanh, cái người tâm phúc mà chán nản bỏ cuộc mà được bị trưởng đoàn khích lệ, mà anh ta đã vượt qua cái sự khó, vượt qua cái sự khổ cho tất cả mọi người, chính là vị tỳ kheo này. Còn người trưởng đoàn xưa kia này, cái tỳ kheo chính là tỳ thân Như Lai. Sau khi nghe xong cái câu chuyện đó, vị tỳ kheo lấy làm quan hỷ, cởi mở và tấn tâm trở lại, vì đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trở về hành sa môn pháp, và chẳng bao lâu chứng A La Hán quả. Ở đây thưa quý vị, không hẳn hoàn toàn là những cái sự khổ đau đến là do chúng ta bị trói buộc bởi những cái phiền não, mà nó còn có nhiều cái nguyên nhân khác. Tức là có những trường hợp chúng ta không vượt qua nỗi khổ đau là do chúng ta thiếu phước, tức là tạo công đức ở quá khứ chưa đủ, hoặc là ngay trong hiện tại chúng ta không có cái niềm tin, không có tinh tấn và không có trí tuệ, bởi vậy cho nên chúng ta mới không có vượt lên những khổ đau. Bởi vì ba cái pháp đó là cái pháp gọi là tha nó thâm á, là pháp cơ hay pháp nền tảng. Và ngài và thiền tượng sử ngài đã dịch từ ngữ kinh Ngụ Ngôn của Thái ngài nói là cái pháp tâm cơ, tức là ba cái pháp nền tảng cho cái sự tu tập, đó là đức tin, tinh tấn và trí tuệ. Ba cái này nó hỗ trợ với nhau, nếu thiếu thì là không có đủ cái năng lực tu tập để vượt qua cái sự khổ đau.
Có một câu chuyện Ngụ Ngôn kể rằng có ba người bạn thân với nhau. Một anh thì tên là Tính, vì anh ta luôn luôn có cái sự tin tưởng về cái nhân quả, cái nghiệp báo. Còn một anh chàng tên là Cần, anh ta là người sốc phát, năng nổ, hiếu động, cho nên có tên gọi là Cần. Còn anh tên gọi là Trí, vì anh này anh nổi trội hơn trong hai anh bạn, tức là làm việc gì anh ta cũng có cái sự sáng suốt được suy xét. Thế là ban chàng này đang rủ nhau đi chơi, đi vào rừng du ngoạn, thì đi một đội, đi sâu vào rừng, thì họ bắt đầu lạc lối, họ không tìm được lối ra. Mọi người đang hốt hoảng, thì lúc đó cái anh Tính đó, anh an ủi hai anh bạn mình, nói thôi các bạn đừng có khóc lóc, đừng có buồn rầu chi nữa. Bây giờ các bạn hãy nghĩ đi, nếu như mà cái việc của mình đó, cái số mình rồi chết ở rừng đó, thì là chết thôi, về nhà cũng chết, chết ở rừng cũng chết. Còn nếu cái số mình không có chết thì sớm muộn gì chúng ta cũng có được cái cơ hội để thoát ra khỏi khu rừng này. Thì hai anh chàng bạn kia nghe vậy rất là yên tâm. Thôi mọi người không có buồn nữa, kể số phận tới đâu hay đó. Nhưng mà bây giờ đói quá thì sao đây? Bây giờ đi tìm ăn cái đã, đi tìm thức ăn. Cái anh chàng Trí á, anh ta mới để ý khi mà những con chim mà nó ở hướng nào nó bay lại và nó bay về, thì cái hướng chim nó đi đến đó chắc chắn là ở gần đó đó, cái cột cây đó là có trái. Và hãy trái cây nào mà chim ăn được, tức là con người mà ăn được không có chết. Anh ta mô men theo đó dẫn hai người bạn đi theo hướng đó, rốt cuộc thì tìm ra được một loại cây rừng có quả mà chim đã ăn được. Bây giờ chỉ còn có mỗi việc là làm sao để mà trèo lên mà hái trái đem xuống cho mọi người ăn đi. Thế là anh Cần á, anh nói được rồi, để việc đó tôi làm. Là anh ta thông thoát trèo lên cây như một con khỉ, nhanh nhẹn. Và anh ta đã hái trái ném xuống cho bạn của mình ở phía dưới cầm lấy. Và ba anh bạn nương nhau đi lễ, người thì dùng đức tin để mà khích lệ tinh thần cho bọn, một người dùng trí tuệ để tìm cái phương pháp đem lại cái sự an lạc cho bạn, cho các bạn, và một người thì dùng cái sự nỗ lực tinh tấn của mình để làm thành tựu những việc đó. Sau khi ăn no rồi đó, bắt đầu cái công việc của anh chàng Trí là anh ta quan sát cái gốc cây, cái thân cây, cái chỗ nào mà nó cạnh nào mà nó không có bị đốm rông đó, do cái hơi nắng thì anh ta biết đó là hướng đông, cho nên là cứ nêm miên theo đó mà đi. Hãy đi chỗ nào gặp chướng ngại thì anh chàng Cần đó là anh vẽ nhánh, anh dẹt đường thì mọi người đi. Thì hôm sau thưa quý vị, họ đã tìm ra được ngoài trống
mới anh ta họ mới nhắm hướng đi về cái ngôi làng, và sau khi giờ hỏi xong mọi người đi về tới làng an toàn. Thì cái câu chuyện đó đó là một câu chuyện ngụ ngôn để chỉ cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mà nếu chúng ta chỉ phó thác thì không được. Có lần đó chúng tôi nghe sư trưởng có nhắc trên chư tăng các vị đệ tử, có nhiều vị ngay cả các vị sư hay là các phật tử vậy, nhất là có một vài vị sư họ tu được thời gian cái họ vừa tục về, cái sau đó họ đi vào chùa gặp sư trưởng, họ cứ nói là do cái do vì họ bị trói buộc bởi phiền não, do nghiệp lực. Sư trưởng sư mới nói rằng không phải mỗi một chút gì cũng đủ thừa, do nghiệp rồi mình phó thác, là mình phải hiện tại mình phải có cái sự, phải có cái nghị lực để suy nghĩ chứ. Tức là trong trường hợp đó cái tâm mình buồn chán không muốn tu nữa là do cái gì? Do sự thối thất tinh tấn. Mà thối thất tinh tấn do đâu? Là tại vì chúng ta không có lòng tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Mà không có lòng tin là tại vì chúng ta không có trí tuệ để chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy cuộc đời là đau khổ vô thực. Cho nên khi mà thiếu cái yếu tố để giúp cho cái sự tinh cần thì làm sao có nghị lực được. Mà không có nghị lực thì mình thối thất tinh tấn và mình bắt đầu lưu sụp. Cái sự lưu sụp đó một phần cũng do một phiền não, nhưng một phần khác thì cũng do chúng ta thiếu cái năng lực, tức là những cái thiện pháp. Cho nên cái câu thảo luận số 1 thì chúng tôi xin thưa rằng là sở dĩ mà chúng ta không vượt lên được những khổ đau, nó do có nhiều nguyên nhân. Một là nguyên nhân do vì có thể là chúng ta bị trói buộc bởi những cái ký sự mà chúng ta gỡ sự dây. Thứ hai nữa là cũng vì cái nghiệp quả trong quá khứ mà chúng ta đã tạo, chẳng hạn như những cái ác nghiệp quá nặng nề bây giờ phải chịu thôi, bây giờ bị quả gì thuộc phải chịu. Nhưng mà một cái thứ ba nữa là do chúng ta không có đủ năng lực về thiện, về pháp thiện, như là cần tính, cần trí. Cho nên chúng ta tùy theo, chúng ta gặp hoàn cảnh mà chúng ta không có vượt qua được cái hoàn cảnh khổ đau đó, thì chúng ta hãy kiểm soát lại xem coi chúng ta thiếu năng lực hay chúng ta thiếu phước, hoặc là chúng ta bị phiền não ràng buộc, để chúng ta xử lý nè, giải quyết nè. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận của Tòa Giới Đẳng vừa nêu. Nam mô Thầy. Sa thú cái chuyện thì tôi thật sự đại đức pháp tính hả? Đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính nghe được xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Đại đức pháp tính phải chăng theo cái nhìn của Phật pháp á, thì những cái sự dây ràng buộc vô hình ở đây chúng ta nói những sự dây kiết sự, tức là những cái phiền não nội tại đó, nó bền chặt hơn là dây xích sắt, bền chặt hơn là những cái vật thể mà nó trói buộc chúng ta về vật chất, có phải vậy không? Xin thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Ở trong câu thảo luận số 2 này hỏi rằng phải chăng theo Phật pháp thì những cái cục trống vô hình
nó lại bền chặt hơn những cái dây xích sắt. Thì kính thưa quý vị, đúng vậy, đúng vậy, những cái dây cột trói vô hình này thì coi như là giống như là những cái kiết sử, tham kiết sử, những cái kiết sử, bất cứ một cái kiết sử gì cũng vậy, nó cột trói mình rất là chặt, bền vững nữa. Như ở trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật nói là sắt dây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, bằng tham liếng vợ hoặc con. Đó thì quý vị, rất là nhiều cái trường hợp Đức Phật đã nói lên những cái trói buộc này. Vậy thì ở đây hoặc là có những cái ở đây thì quý vị thấy rằng là đối với thí dụ như bây giờ những cái sợi dây gai đi, bất cứ một cái dây gì đó nó trói chúng ta, thì chúng ta cố gắng chúng ta gị, chúng ta cởi ra, chúng ta cởi bỏ, nói chung là dần dần thì nó cũng dần dần thì nó cũng phải đứt thôi. Đó quý vị nên biết, cũng như chúng tôi đọc ở trên những cái bài báo, quý vị biết rằng là có những người tử tù đó, coi như là người ta bị những cái gông cùm, những cái cùm rất là lớn, nhưng mà chỉ có cái gì, chỉ có cái lưỡi lam thôi, là một cái lưỡi lam nhỏ thôi, rồi người ta gắn vào một cái miếng mũ, tính cứ ngồi nó ta cưa hoài, ta cưa ngày này qua ngày kia, ngày này qua ngày kia, thì từ từ cái cùm sắt đó nó cũng bị gãy thôi, nó cũng bị đứt ra rồi nó gãy thôi. Đó thì có những cái điều này á, thì thật sự ra quý vị biết rằng là chúng tôi cũng đã gặp rồi. Có nhiều lần á, quý vị biết rằng là chúng tôi ở chùa đó, thấy những cái vị sư mà thời xưa đó, nói chung là các vị sư mà lớn tuổi đó, quý vị biết rằng á, có nhiều khi á, các vị làm cái bản lề của cái cửa, các vị lấy cái ống nước, quý vị nhìn cái ống nước là nó rất là chắc, nhưng các vị nói là như là cưa ra rồi đập dẹp ra rồi xong rồi khoan lỗ rồi bắt ốc vô làm cái bản lề nó chắc vô cùng nó chắc vô cùng quý vị. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái tính chất của một cái ống nước bằng sắt, quý vị thấy rằng nó rất là chắc, mình nhìn mình thấy không thể nào mà mình làm nó thành một cái miếng thép mà nó bằng phẳng được hết, với cái bàn tay của mình, với những cái công cụ nó thô sơ. Đó thì ở đây chúng tôi đưa ra những cái hình ảnh này để cho chúng ta biết rằng là đối với những cái sắt thép đó, mình thấy nó chắc thiệt, nhưng mà mình có đủ thứ cách để mà mình làm nó theo như ý của mình. Nhưng mà đối với các cái kiết sử thì như thế nào, đối với các kiết sử này đó thì coi như là chúng ta rất là khó để mà chúng ta thoát khỏi, nếu mà chúng ta không có gần gũi với bậc chân nhân, gần gũi với bậc trí, thì chúng ta không thể nào chúng ta tháo được những cái sợi dây kiết sử này. Hoặc là khi mà chúng ta kề cận với các bậc trí mà chúng ta không có sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của kham nhẫn, nói chung là vân vân, sức mạnh của những thiện pháp ba lá, những cái thiện pháp á, thì chúng ta cũng không có thoát khỏi. Giống như là quý vị thấy rằng hai cái con chim mà nó bị cột lại ở một cái sợi chỉ thôi mà tại sao mà nó không thoát khỏi, quý vị? Tại vì nó không có sức mạnh. Mà đối với con voi mà bị xiềng xích, bị xiềng bằng một cái sợi dây xích mà có khi nó giật một cái là đứt luôn, còn hơn là đứt luôn cái trụ luôn, cái trụ cột đó mà còn bị đứt luôn, bị gãy luôn, thì là do tại sao mà con voi nó thoát được, con voi nó thoát được là do nó có cái sức mạnh. Thì cũng vậy, chúng ta cắt đứt được những cái sợi dây kiết sử này là do chúng ta có những cái sức mạnh của thiện pháp, tính tấn niệm định tuệ, hoặc là những cái thiện pháp của những cái pháp mà trợ đạo, thì chúng ta có những cái sức mạnh của những cái thiện pháp đó, thì chúng ta sẽ bứt được những cái sợi dây kiết sử. Thì nói về đó là những cái bậc mà cố gắng để mà thoát ra. Nhưng mà ở đây đó, thì ở trong cái câu hỏi đó, câu thảo luận đó, nói rằng là những cái sợi dây mà nó vô hình,
nó còn chắc hơn là xiềng xích nữa, phải không? Thì chúng tôi muốn khẳng định là phải rồi. Tại sao? Tại vì những cái dây xiềng xích đó, thì một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, mười năm chúng ta cũng chặt đứt được, chúng ta cũng cưa đứt được. Nhưng mà đối với những cái sự dây kiết sử, chúng ta không có sức mạnh của thiện pháp thì chúng ta không thể nào mà chặt đứt nó được, và chúng ta vẫn bị nó trói buộc. Trói buộc ở cõi người, trói buộc ở cõi khổ, trói buộc ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc. Thành ra đó, nó chặt, nó bền là như vậy. Nó cột chặt chúng ta, nó không cho chúng ta ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi này. Do vậy mà nó là một cái sự mà kiết sử, một cái sự mà siết chặt chúng ta. Đây là những cái ý con xin được nhà con được thảo luận qua cái câu thảo luận này. Bây giờ con xin tỉnh thường tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thủ cái chuyện đại đức Quy Thông, đại đức Quy Thông có ở trước bái và nghe được không? Nếu đại đức Quy Thông nghe được, dạ. Đại đức Quy Thông có người bị trói buộc nhưng mà không ý thức là mình bị trói buộc, nhưng mà có người trói buộc ý thức mà rằng mình đang bị trói buộc, thì cái ý thức đó nó có tác dụng gì khi mà mình biết rằng mình đang bị trói buộc? Xin thỉnh đại đức Quy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gọi là cái ý thức là cái biết, mà cái ý biết mà mày biết mình bị trói buộc đó, là đó là cái trí tuệ của mình. Còn ở đây á, nếu mà nói cái ý thức được những gì đang xảy ra là dây cột trói có tác dụng gì đối với cái đời sống tu tập, thì cái đó là nếu mà có cái ý thức đó là cái người đó có cái trí tuệ và biết rằng mình đang cột trói, là người đó có một cái trí tuệ ở chừng mực nào đó rồi. Nếu mà có trí tuệ siêu đẳng nữa thì không có bị cột trói. Còn cái ý thức bị cột trói như đó thì người hành giả đó thì phải thấy rõ ràng rằng mình đang bị cột trói đó là phải hoảng sợ. Vì sao hoảng sợ? Hôm nào đó con nghe sư bá tại siêu nói rằng cái người mà có cái otapa đó là người đó có cái sự hoảng sợ, ghê sợ cái hậu quả của cái việc ác mình làm. Thì cái người mà có cái ý thức đó thì mình thấy rằng mình bị cột trói là phải biết rằng, nếu mà cái người đó có trí tuệ siêu đẳng thì phải thấy mình biết rằng mình không thể nào thoát khỏi những cái hậu quả của những ác bất thiện pháp của mình, tức là ái dục, như là cô Diệu Lạc có nói là cái cột trói rất là cái ái. Thì phải biết được như vậy. Nhưng mà trên thế gian này có nhiều người, khi mà chúng ta sống một cuộc sống bây giờ đó, thì khi thật ra là chúng ta đã sống một cuộc sống từ vô thủy, thì cái ái của chúng ta thì bị cột trói từ vô thủy. Cho nên người hành giả đó phải hiểu biết được như vậy, cho nên phải nỗ lực và cái ghê sợ những cái consequence của cái sự mà ác bất thiện pháp, cái hậu quả của cái ác bất thiện pháp là thương bừa bãi, hay là tham dục, hay là tham đắm về những quyền lợi hay là tiền bạc cái gì đó. Thì mình biết được những điều đó thì phải buông xả ra, làm như thế nào để mình luôn luôn mình phải nhớ được cái điều đó. Chứ nếu mà không nhớ cái điều đó trong tâm thì cái người hành giả đó sẽ bị phóng dật và bị sao lãng đi, thành ra sẽ trở lại cái sự cột trói đó. Cho nên ý thức được những gì đang xảy ra là dây cột trói, thì cái ý thức được đó, dây cột trói đó, thì cái đó là người hành giả đã thấy ra được một phần nào rồi. Và khi thấy ra được thì phải cố gắng nỗ lực để mà dứt bỏ. Còn tại sao có nhiều người lại là bị cột trói mà họ đã đam mê giờ đó? Thì tại vì họ không có ý thức được. Thì những người đó là những người đã vô minh, bởi vì họ cảm thấy thoải mái mà. Họ cảm thấy thoải mái trong cái là hưởng thụ cái dục lạc đó, nhưng mà họ không thấy cái consequence, họ không thấy cái hậu quả của cái sự mà bừa bãi đó.
Thì như vậy là cái khác nhau của những người trí và cái khác nhau của những người thường nhân là thấy mà lơ đãng đi là bởi vì cái dục lạc nó đối với họ quá mạnh đi. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên cái câu xã luận số 3 này, ý thức được những gì đang xảy ra là dây cột rối thì nó có tác dụng gì đối với đời sống tu tập, là người hành giả nó phải sợ hãi và sẽ có một đời sống thanh tịnh, cao cả, đúng đắn hơn, để trở thành người mà bên đại thừa nó gọi là một đấng trượng phu, một đấng quân tử, còn hơn là một cái người cặn bã của xã hội. Đó là cái sự nhận thức của con về cái câu hỏi số 3 này, là ý thức những gì đang cột rối, là đang xảy ra là dây cột rối của mình thì có tác dụng cho đời sống tu tập của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lịch cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Sao đúng cái trường mục thì tọa pháp tinh, thì tọa pháp tinh còn ở trước máy không? Nếu thì tọa pháp tinh còn ở trước máy xin thỉnh thì tọa hoan hỷ trở lại với câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thầy Tọa Pháp Tân, thầy Tọa có ở trước máy không? Dạ. Thầy Tọa Pháp Tân, có những điều mà nó rất là nghịch lý trong đời sống. Ví dụ như là những pháp kiết sử mà thầy Tọa Pháp Tân vừa kể đó. Có nhiều người họ cảm thấy thoải mái những cái dây cột rối đó. Ví dụ như mình bị cột rối mà mình bực bội đó, thì mình nói đó là cột rối, nhưng mà có nhiều người họ thích cái sự cột rối như vậy, họ thoải mái với đó, thì có còn là dây cột rối không? Ở trên thực tế, xin kính thỉnh thưa tọa Pháp Tân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ma Giá. Con xin hành kính mệnh lễ ông Đức Tam Bảo, kính mệnh lễ Đức Phật Tổ Sư, Đức Phật Giác Đẳng, Đức Phật Tổ Sư, Đức Phật Tổ Sư, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đây. Kính chào quý cô nữ và thân giả quý vị nhân chứng này. Con nghĩ rằng ở đây đó thì cái việc mà nói rằng một người có cái cảm giác thoải mái trước những sự tối buộc, ví dụ như là sân, là tham, là nghi, là kiến, thì tôi nghĩ rằng là ví dụ như những cái lúc mà những người ta giận lên, những người ta tức, những cái giận là được, người ta cảm thấy thoải mái, người ta nói được, người ta hành động được. Cái đó giống như là hả dạ, cảm thấy như là thoải mái. Thì hoặc là một người mà bị tha mái trong một cái thói quen thường tình của mình, tức là nhìn vào một người thì đó là sự trói buộc, bởi vì tha mái nó là trói buộc, nhưng mà nghi nó là sự trói buộc. Cho nên là mà trong cái sự tha mái thì những cái tha mái đối với năm dục, nhưng mà tha mái với là một cái đời sống mới, thì tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Có người thì nghĩ rằng cái việc đó nó hết sức bình thường, hết sức bình thường. Thì đối với cái nhìn sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc ấy, thì cái đó là việc bình thường. Cho nên là không có gì mà để suy nghĩ hay là cần phải tránh né hay là cần phải loại bỏ nó hết đó. Nhưng mà rồi đó thì cái sự trói buộc đó trong cái tha mái đó nó vẫn có đối với người đó, chứ không phải là cái người thoải mái, người đó họ không có những cái sự ràng buộc. Cho nên con nghĩ rằng cái sự trói buộc ở đây, cái sự trói buộc ở đây là cái sự trói mình nghĩ rằng còn nhận thức nó, biết nó là sự trói buộc,
thì mình còn biết nó được là cái sự tối buộc, thì mình cắt để mình mở nó ra từ từ đi. Còn nếu như mà mình không mở thì bị trói nữa. Còn cái người mà cảm thấy không thấy nó là cái sự tối buộc, mà lại là càng lúng lúc đi sâu vào hơn nữa, bằng dính mắt hơn nữa đó, thì nó càng bị tối buộc nhiều hơn. Theo con nghĩ rằng phiền não thì nó tiềm ẩn, nó tiềm ẩn ở trong tâm khảm của mỗi chúng sinh. Và khi nào mà nó có cái điều kiện tốt thì thuận lợi thì tự động nó sanh khởi thôi. Cho nên dù mình nhìn ở cái nhìn, cái cảm nhận của mình về nó như thế nào đó, thì con nghĩ rằng mình vẫn bị, cái người đó vẫn bị tối buộc ở trong cái phiền não đó. Cho nên là giống như là cái người mà bình thường thì mình nhìn mọi cảnh vật nó cũng giống như nhau, nhưng mà không có nghĩa là cái người mà nhìn không thấy thích thú với nó hay là này kia rồi cái người đó họ không có bị cái cảnh nó trói buộc đâu. Thì khi họ bị trói buộc một cái cảnh khác, hay là họ bị trói buộc ở một cái khía cạnh khác nhưng mà họ không thể nào nhận ra được, thì con nghĩ rằng phiền não thì nhiều khi nó được gắn cho một cái gì đó rất là đẹp. Có nhiều khi mình cảm thấy nó bình thường, không có gì mà phải suy nghĩ, mà cần phải loại bỏ hết. Cũng là một người, nhưng mà nếu mà một người mà bị trói buộc ấy, mình bị nói trong cái sự trói buộc của tham hay của tà kiến hay của sân hận hay có hữu ái của cái hữu tham ấy, thì cái nếu mà mình nhận ra được nó, thì nhận thức được nó, thì có lẽ là mình tìm cách để mình quyết tâm ấy, để mà mình loại bỏ nó, thì con nghĩ thấy hơn nó mau bỏ được hơn. Còn cái mà mình không nhận ra, mà trong nhiều khi rồi nhìn thấy giống như là bạn bè thân hữu cũng chứa chấp những cái điều đó, rồi cuối cùng là họ cũng phải dính chặt trong cái đó, họ không có thấy được, không thấy được. Con nhớ là ở trong Kinh Pháp Cú có một cái câu là có làm lỗi thì mình biết mình làm lỗi, không lỗi lầm thì mình không biết lỗi lầm. Giữ được cái chánh kiến, cái sự nhận biết của mình ở trong tâm của mình thì rõ ràng là cái người đó họ có một cái hướng đi tốt hơn. Còn nếu như mà mình không có làm lỗi mà mình không có thấy được làm lỗi của mình, hay là mình đang bị đắm nhiễm mà mình không thấy được cái sự đắm nhiễm của mình, thì không có nghĩa là cái người đó họ không bị trói buộc đâu, họ đang bị trói buộc đó chứ. Nhưng mà cái trói buộc đó đối với họ thì họ không còn biết nhận ra, cho nên là có nghĩa là khó mà bỏ được trong cái đời sống của họ. Như vậy thì dù gì đi nữa thì phiền não nó là một cái tạo nên cái tâm của một người. Khi mà một người mà ý thức được và mình tu tập, mình loại bỏ nó, thì sớm muộn người đó cũng phải bỏ được. Còn nếu mà mình quyết tâm hoặc là mình không nhận thức được nó là một cái mối nguy hại hay là cái không tốt cho cái nội tâm của mình mà mình không muốn bỏ nó thì cũng khó lắm. Con nghĩ là họ cũng khó bỏ. Con xin có cái ý chia sẻ cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu. Điều chi chưa đủ thì chúng ta
Dạ, xin sư phụ cầm mic, sư phụ. Xin sư phụ cầm mic. Sa thủ kính trên từ đó pháp tình. Mà từ đó từ siêu từ đó còn ở trước máy không? Nếu từ đó từ siêu còn ở trước máy xin tình từ đó còn nghĩ. Trả lời cho cô thơ lượng số 6. Không biết từ đó từ siêu có ở trước máy không? Đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có ở trước máy không? Dạ. Để nếu tính chúng ta thấy rằng trong những cái kiết sử có những cái như là sắc ái, vô sắc ái, đó là cái tâm mình muốn sinh về các cõi phạm thiên, hay hoặc giả là những cái mong mỏi được hưởng thiên sắc, thiên hương, thiên sinh, thiên vị, thiên xúc ở các cõi trời, và người Phật tử cũng thường làm phước, rồi cũng có những người tu thiền. Thì nếu mà chúng ta nghĩ điều đó là kiết sử thì mình có nên tiếp tục tu thiền, tiếp tục làm phước hay không, hay là nghĩ đó là kiết sử thôi, đừng đừng làm, xin thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu Thượng Tọa Giác Não cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị. Qua câu thảo luận số 6 thì có hỏi những cái vị tu thiền hay tạo phước ở phương diện nào đó cũng tạo nên kiết sử, vậy có nên tiếp tục hay không? Thật ra đó, thì khi mà mình tạo phước á, mình tạo phước á, ví dụ như là chúng ta tạo phước, chúng ta tu thiền đi, đời sau chúng ta sanh lên làm một cái người mà có trí, một người có trí tuệ, thì nó cũng vẫn còn vướng ở trong cái kiết sử. Nhưng mà do cái phước trí của chúng ta, do chúng ta có phước trí, thành ra đó chúng ta dễ đoạn tận được kiết sử, dễ đoạn tận được kiết sử. Hoặc là khi ta bố thí đi, đời sau chúng ta sanh lên có tài sản, nhưng mà khi mà chúng ta có tài sản rồi đó thì chúng ta cũng dễ dứt bỏ được cái tài sản đó, do chúng ta có cái phước nó nâng đỡ cái đời sống của chúng ta ở trong cái kiếp sau đó. Hoặc là cũng như ngày hôm qua ở trong room pháp cú vừa học một cái câu kệ đó, một cái câu kệ mà nói về đối với cái người trí mà thân cận với người trí, giàu cho một khắc cũng hiểu được chánh pháp giống như là cái lưỡi với vị canh. Thì ở trong cái phần đó nó có cái sự giải thích là cái vị đó là do ở trong quá khứ đã nghe Bồ Tát thuyết pháp, thành ra đã giữ được thọ trì ngũ giới và giữ được ngũ giới trong nhiều kiếp liên tiếp. Thành ra do vậy á, làm cái nhân cho cái người này tục sanh thành người trí. Thành ra chúng tôi muốn nhấn mạnh lại cái chỗ này cho tất cả chúng ta biết rằng là đối với cái phước mà chúng ta đã tu tập, dù tu thiền hay là dù giữ giới, hay là dù cho chúng ta có tạo phước bằng cách bố thí gì đó, thì coi như mình nói mình vẫn còn bị kiết sử nó chi phối. Nhưng mà khi mà chúng ta là một cái người mà có đầy đủ phước báo á, thì cái kiết sử này á, mình sẽ có cái khả năng chặt đứt được hơn là những người không có phước báo. Bây giờ ở một cái phương như chúng ta nghĩ rồi, thí dụ như bây giờ chúng ta là những người công nhân phải làm K1, K2, K3, hoặc là làm ca ngày, hoặc là làm ca đêm, thì làm sao chúng ta có thời gian mà chúng ta nghe pháp? Mà hãy mà không có thời gian chúng ta nghe pháp nữa thì chúng ta làm sao mà có đủ cái năng lực để mà chúng ta đoạn được những cái kiết sử? Thì mình không có thể nào mà mình đoạn được những cái kiết sử hết. Còn do ở trong quá khứ chúng ta đã từng tu thiền, hoặc là chúng ta đã từng bố thí, chúng ta đã từng giữ giới, thành ra bây giờ chúng ta
có được cái phước báo, thành ra chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu luồng này kia vân vân, thì chúng ta mới có cái khả năng để mà đoạn được những cái kiết sử này. Do vậy mà ở trong cái câu này hỏi rằng những cái vị mà tu thiền hay là tạo phước ở một cái phương diện nào đó có tạo, cũng tạo nên cái kiết sử vậy thì có nên tiếp tục hay không? Mình vẫn tiếp tục, mình tạo phước. Vì khi mà cái thiện pháp mà nó đầy thì tự nhiên nó phát sanh một cái sức mạnh, sức mạnh của trí, hoặc là cái sức mạnh của cái sự từ bỏ, có nghĩa là sức mạnh của ly tham đó. Thì nhờ như vậy mà chúng ta mới tiếp tục, chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập để mà chúng ta đoạn trừ được những cái kiết sử. Còn nếu mà chúng ta mà không có phước không có phước báo thì năng đâu mà có, thời gian đâu mà có, mà chúng ta có thể chúng ta đoạn được những cái kiết sử này. Do vậy mà ở trong cái câu thảo luận này thì theo chúng con thì chúng con nghĩ rằng là tuy rằng có tạo kiết sử, cũng còn tạo kiết sử, nên nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng chúng ta tu tập nhờ cái sức mạnh của phước báo này mới có đủ năng lực để mà đoạn tận những cái kiết sử. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 6 này. Chắc có lẽ câu cuối cùng rồi. Và bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Nhã. Sao thú kính trình là tôi đã có tính. Thưa Phật tử, trong cái nhìn nào đó đó, khi mà chúng ta đề cập đến cuộc sống đó, đa phần là chúng ta hay nghĩ đến sự thiếu thốn, mình thiếu sức khỏe, lực bất tòng tâm, do đó mình không đạt đến điều này, không đạt đến điều kia. Và hầu như trong cuộc đời mình thì chúng ta cứ nghĩ là do mình thiếu, do mình nghèo, do đó mình không có thành tựu được những điều mà mình muốn thành tựu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn ngược lại theo cái nhìn của Phật Pháp đó, thì thật ra những cái như là không học, không tu, không có làm được việc này, không làm được việc kia, đa phần là nó do cái sự dây ràng buộc ở trong đời sống của mình. Ví dụ như có nhiều lúc mình hay đổ thừa là ở Việt Nam mình không học được, tại vì gia đình nghèo, tại vì bị trường ốc không có. Nhưng mà ngay cả những người qua Mỹ không nhất thiết là ai cũng học được đâu. Không học được là tại vì hoặc là ham chơi, hoặc là ham kiếm tiền, hoặc giả là vì lý do gì đó. Vì vậy một điều mà Đức Phật Ngài đôi khi Ngài ví dụ, Ngài có những cái ví dụ như là Ngài nói cái vỏ trấu nếu mà đặt đúng chỗ thì có thể đâm lũng da chảy máu. Vì là biết cái vỏ trấu thì sự nó phải bén như lưỡi dao, nhưng mà đặt đúng chỗ đúng đâm, ngay cả cái cạnh giấy mà đặt đúng chỗ nó cắt được cái tay của mình. Thì Ngài nói trí tuệ mà đặt đúng chỗ đó, thì đúng cái hướng đó, thì nó có thể chọc thủng vô mình. Và ở một phương diện nào đó thì chúng ta có cái tiềm lực rất lớn, tiềm lực rất là lớn. Chúng tôi thấy có nhiều người đó, thưa quý vị, bình thường làm Phật sự hay là làm những chuyện tốt đó, thì họ nhát lắm, họ cảm thấy họ bất lực, họ không làm được nhiều. Nhưng mà khi họ dẫn ai đó thì thôi, họ bày ra đủ thứ, nào là viết email, nào là lên diễn đàn để chửi bới, để làm công kích mạnh mẽ, có nhiều sức. Thì lúc mình thấy rằng con người mình không phải là mình không có cái lực, nhưng mà tại vì lúc mà mình làm thiện đó thì mình không có trọng điều thiện, nhưng mà khi mình nổi cơn thịnh độ lên đó, thì quả thật là mình có rất là nhiều cái năng lực, mình có thể dám làm những chuyện mà bình thường mình không có làm. Thì ở đây một người mà đi vào cuộc đời này, hay là ngay cả những người đã thành đạt rồi, thì luôn luôn thấy rằng những giới hạn mà mình không vượt qua được đó, nó không phải là do hoàn cảnh ở bên ngoài, mà thường là do ở trong lòng chúng ta. Ví dụ như là cái thế giới này của chúng ta, mà nếu tâm của chúng ta thực sự rộng, tâm từ rộng,
tâm bi rộng, tâm hỷ rộng, tâm xả rộng đó, thì chúng ta sẽ thể nhập vào trạng thái khác. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bởi vì chúng ta có những sự ràng buộc bởi những cái sự phân biệt chúng sanh, hay là vì cái sân tâm, vì cái hận thù, vì cái gì đó. Và một cái người mà học Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp, thì thấy rằng sở dĩ chúng ta không có bước tới được những bước đi rất là nặng trĩu, sở dĩ mà chúng ta không có được một cái bầu trời thông thoáng quang rạng là do chính những cái ràng buộc nội tại của mình. Mà lâu lâu chúng ta nhìn lại, nhìn lại những phiền não đó, ồ đây là dây cối trục, trói cột, đây là phiền não, đây là lý do tại sao mình không đi xa, không tâm không có rộng lớn được. Trong vi diệu pháp á, và ở trong kinh tạng cũng có nói rằng có những cái pháp nó gọi là pháp cái nhỏ nhiệm, và mà thường thường đôi khi gì là pháp ti liệt, có những pháp trung bình, có những pháp tinh liên lương, cũng có những pháp mà tầm thường, có những pháp đáo đại, có những pháp vô lượng. Khi mà chúng ta đọc những điều đó thì mình thấy rằng từ giới này bước sang cảnh giới khác mà chúng ta không có đi xa, không có mở rộng được là do bị hạn buộc, bị chúng ta bị ràng buộc. Hồi mình còn nhỏ đó, mình có lý do để mình nói rằng bởi vì mình không học là vì thế này là thế kia. Nhưng mà sau này lớn lên mình mới thấy rằng mình không học là tại vì mình lười, mình không học là tại vì mình không chịu học, mình không học là vì lý do là mình ham chơi, hay là vì lý do nào đó. Mình phải đủ khôn ngoan để mình thấy rằng đây là những dây cột rối, mà từ dây cột rối đó mình phải tập mình tháo gỡ đi. Và vì vậy những cái pháp mà liên quan đến thằng thúc đó, nó gợi cho chúng ta một cái ý niệm đó, đó là sự giải thoát và sanh tử. Sanh tử có nghĩa là cuộc sống nằm ở trong hạn cuộc bởi những sự ràng buộc, và giải thoát có nghĩa là chúng ta tháo bung ra, chúng ta chặt đứt những xích xiềng đó, chặt đứt những kiết sự đó, để không còn bị ràng buộc nữa, gọi là giải thoát. Thì mong rằng những bài học như vậy sẽ một lần nữa và một lần nữa nhắc chúng ta thấy được rằng chúng ta quả thật có thể làm được rất là nhiều việc, có thể đi rất là xa, nhưng mà cái gì giam chân lại, cái gì cột trói chúng ta lại, đó là câu mà mọi người phải tự hỏi và tìm kiếm ở chính mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Phú Đa Tâm Ma. Kính kiên chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý này. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.